món đồ bắt buộc phải có trong tủ đồ lưu động của hội chị em. Áo khoác gió và quần jean chính là hai item không thể vắng mặt khi thời tiết dần chuyển sang se lạnh. Một em áo khoác gió siêu hot đến từ nhà Mega với tông màu xanh rêu cực kỳ thời trang và nhã nhặn, đảm bảo sẽ nâng tông da vài bậc cho nàng. Thiết kế mũ sau vừa trẻ trung vừa tiện lợi, che mưa che gió, khóa kéo cao cấp rất mượt và xịn sò luôn nha. Tuy là áo gió nhưng không hề nhàm chán, đơn điệu với những đường viền họa tiết caro thấp thoáng giúp em áo trông thời trang và sành điệu hơn. Điểm cộng lớn nhất của nhà Mega chính là chất lượng từ sản phẩm đến tay khách hàng. Áo chất gió satin cực kỳ cao cấp, vải dày dặn đủ ấm và bền đẹp. Hiện tại xin ngay xét đồ chất lượng này về tủ đồ để đón mùa lạnh thôi chị em ơi. Tất cả các sản phẩm đều đang đủ size số để phục vụ chị em nha. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.